Khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay ngày 6 tháng 12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại công ty sản xuất gỗ và bao bì nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi xưởng sản xuất rộng khoảng 500m², cháy lan sang hai hộ dân bên cạnh. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói bốc lên trong xưởng sản xuất. Người dân sử dụng các phương tiện chữa cháy dập lửa tại chỗ nhưng không thành. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động 5 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, công ty chứa toàn bộ là vật liệu dễ cháy lại nằm sâu trong hẻm, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Mái tôn của nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông bị đổ sụp. Ngọn lửa cháy lớn còn lan sang hai nhà dân sát bên, làm cháy mái chòi lá. Nhiều hộ dân khác bên cạnh đã phải di tản vì khói. Sau hơn 3 giờ khống chế, đám cháy mới cơ bản được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng thiêu rụi toàn bộ máy móc và nguyên liệu sản xuất trong nhà xưởng. Ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.